Hello, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình trở lại với chủ đề free time at home, thời gian rảnh ở nhà, được chưa? Thời gian rảnh ở nhà, thời gian rảnh ở nhà làm gì? Làm video cho mọi người coi. Hy vọng là có ai đó cần video của mình thì mình sẽ gửi tới video của mình để dạy được cái người đó. Người mà khi các bạn không có điều kiện để đi học ở trung tâm hoặc là bận rộn hoặc là về vấn đề tài chính không có làm được, không học được, đúng không? Thì mình rảnh thì mình làm cho người ta cái mà mình có thể chia sẻ để giúp ích cho người này người nọ, đúng chưa nè? Và mọi người đừng mong mình rảnh, nhưng mà mong mình rảnh vừa thôi nha. Mình mà rảnh quá là mình sẽ phải kiếm gì khác làm đó, chứ mà rảnh quá thì không có tài chính, mọi người hiểu không? Rảnh vừa vừa thôi. Mình cũng mong là mọi người cũng rảnh vừa vừa, nói chung có công việc vẫn tốt hơn, đúng chưa? Và có thời gian thì lên xem video một chút xíu để học. Mình biết các bạn rất là bận rộn, và một cái khóa học Anh văn với một cái lịch thực cụ thể và một cái địa điểm nào đó đi lại thì nó sẽ bất tiện, cho nên đôi khi á, mình cũng lực bất tòng tâm, đúng chưa nào? Mình cũng muốn đi học Anh văn nhưng mà khó quá, thì thôi mình coi đỡ video đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu ha. Rồi, free time at home, đối với những người nào ở nhà toàn ngủ thôi, mình chỉ cho một câu này nè: free time at home, what do you do when you have free time at home? Bạn làm gì khi bạn có thời gian rảnh ở nhà mà toàn ngủ thì nói là I sleep all day, được chưa? Tôi ngủ nguyên ngày. Rồi, đối với những người nào ngủ rồi nói câu này thôi: I sleep all day, rồi đi ngủ đi, nghỉ chơi, bye bye. Còn người nào mà muốn nói nhiều hơn thì mình sẽ ở lại. Thật ra đôi khi thời gian rảnh của chúng ta không có làm một cái gì đặc biệt hết, đúng chưa? Đối với người Việt mình thì rất là ít enjoy. Có một số bạn có đi du lịch, một số bạn có chơi thể thao, nhưng mà đa số thì không có làm gì hết, chỉ ở nhà bấm điện thoại hoặc là coi tivi, đơn giản vậy thôi, đúng không nào? Và mình cho dù đơn giản thì mình cũng phải tập nói, bởi vì đây là một cái chủ đề nó khá là rộng rãi để cho mình có một cái suy nghĩ, nói chung là cái thông thoáng dễ dàng để mình cất lên cái tiếng lòng của mình đó. Thì mình cố gắng hãy nói nó ra, những từ ngữ dù dễ vẫn ráng nói. Hay là đôi khi mình không có thực sự làm những hoạt động này mà mình cũng phải biết nó để mình nói, để người ta nói mình nghe nữa, đúng chưa nè? Biết nó để mình kể, đôi khi mình đâu phải kể về mình không, mình kể về người khác nữa mà, đúng chưa? Cho nên á, đối với Trinh là khi mà người ta hỏi Trinh là thời gian rảnh Trinh làm cái gì, cũng biết trả lời làm sao thật sự luôn. Nếu mà hỏi thiệt á nha, cũng không biết trả lời. Nhưng khi mà Trinh đi thi tiếng Anh, khi mà Trinh đi dạy tiếng Anh, hoặc là Trinh học tiếng Anh hoặc một cái thứ tiếng nào khác mà nói về thời gian rảnh, thì Trinh cũng phải bứt tóc móc mắt để mà nói ra một cái gì đó cho nó có cái nội dung, hiểu chưa? Đó, nó phải có, như là bây giờ mình đi thi tiếng Anh hay gì mà ai hỏi phỏng vấn mà tiếng Anh mình mà thời gian rảnh làm gì, bắn ráp như đúng rồi luôn, vẫn kể như đúng rồi, vẫn kể là tôi chơi tennis 3 tuần, 3 lần tuần hay lần tuần lần gì đó với ai đó. Nhưng mà thật sự không có như vậy. Tại vì sao? Khi mà người ta nói chuyện bằng tiếng Anh, khi mà đi thi hay đi test trong trung tâm nào này kia đó, thì cái mà người ta muốn không phải là biết về bạn đâu, ai rảnh. Cái mà người ta muốn là muốn coi bạn dùng tiếng Anh như thế nào, có biết những cái từ ngữ đó để mà dùng hay không, hiểu chưa? Đó, rồi bây giờ mình sẽ học vô bài nè. Free time at home, thời gian rảnh ở nhà. Ai ngủ đã đi ngủ rồi, còn người nào thức và muốn học thêm thì mình ngồi đây. Thứ nhất, mình có TV, radio, music and film. Biết hai mấy từ này rồi đúng không? Nếu ai mà học mình từ bữa tới giờ thì tới đây là xong hết rồi đó. Có điều khó, TV nè, radio là cái radio đó. Giờ này mình cũng không nghĩ là có ai còn nghe cái radio đâu. Và music thì chắc chắn ai cũng có nghe. Và phim là ai cũng coi cả, coi cái này kia nọ. Thứ nhất, mình sẽ vô những cái câu này. Bài này toàn là những cái câu nha mọi người. Bài này nó hơi mệt mỏi một tí ở chỗ là câu. Còn cái hình chả liên quan, toàn là người bò lăn bò lết ngồi chơi iPad điện thoại rồi bày ra ăn uống. Ok. Và mình cảm thấy là khá là hài lòng về cái việc này. Bởi vì sao? Đó chính xác, và những gì tụi mình làm nó cũng đơn giản mà. Câu đầu tiên người ta nói là I watch TV every evening. Câu này có nghĩa là gì? Tôi xem TV vào mỗi buổi tối, đúng chưa? Ok, mình nghĩ câu này là câu mà nó là basic nhất, cơ bản nhất và phổ biến nhất rồi. Tại vì sao? Các bạn ai cũng đi làm thì chắc không ai coi TV buổi sáng ban ngày đâu ha. Chắc buổi tối về mình mới coi, đúng chưa nào? I watch TV every evening. Rất là dễ đúng chưa? Đó. Rồi, câu thứ hai lại là một câu bâng quơ. Did you watch, hoặc là did you see the film about President Kennedy? Bạn đã xem bộ phim về Tổng thống Kennedy chưa? Thì ai có coi TV chắc chắn người ta sẽ hỏi là bạn đã xem cái đó chưa, đúng chưa? Ok.
Nói chung cái bài này là người ta cho mình những cái câu không liên quan gì với nhau hết nha, chứ không phải một đoạn hội thoại hay là một một đoạn văn gì hết. Những câu này là rời rạc, ai thích xài câu nào thì xài. Nãy giờ mình thấy hai câu là quá xài được rồi đó. Bạn đã xem cái bộ phim đó chưa? Thì chỉ cần bạn đổi cái tên phim là bạn được câu khác, đúng chưa nè? Đó. Did you watch the film about Rara chưa? Hoặc là did you see the film about gì đó chưa? Trời ơi, dễ muốn chết, quay qua hỏi người đối diện liền. Bạn đã xem phim đó chưa? Nếu coi rồi thì trả lời là yes, chưa coi trả lời là no, vậy thôi. Còn cái phần ngữ pháp phía sau, yes I did, no I didn't. Nếu ai biết thì đã biết rồi, có thì trả lời vô cũng tốt, còn không thôi không bận tâm. Trời ơi, giao tiếp cho hiểu cái đi. Còn mấy cái kia kệ nó, rau rìa không sao. Tiếp nha. What programs, programs là chương trình á, chương trình tivi á, ghi vô đi ha. Ai không biết từ vựng gì nãy giờ ghi vô nha. Không mà nhìn nãy giờ chắc có chữ này là mới thôi. Thật sự cũng không, hình như thấy nó đâu bài trước rồi. What programs do you like best on TV and radio? À, bạn thích chương trình gì nhất trên TV hay là trên đài radio? Thôi bỏ chữ radio đi nha. Giờ này có ai còn nghe radio không vậy? Tôi thấy chắc không, chứ giờ các bạn coi YouTube với thì hay hơn á. What programs do you like best on TV? Ok, vậy thôi. Chương trình gì mà bạn thích nhất? Chẳng hạn thích sao nhập ngũ á. À, sao nhập ngũ thì nó có cái tên tiếng Anh đó. Mọi người qua cái chương trình đó coi thử cái tên sao nhập ngũ là gì. Qua coi miếng rồi quay lại đi nha, chứ đừng có qua coi luôn. Giờ quên học luôn á, chết luôn á. Sao nhập ngũ nó có cái tên tiếng Anh đó. Rồi một số chương trình nó có tên tiếng Anh, ví dụ như là cái gì ta, lạ lắm mà nha, nó có cái tên là The One to F gì đó vân vân. Alright, qua bển coi đi. Tiếp theo mình sẽ có cái là I like watching films on TV. Tôi thích coi phim trên TV. Được ha. Rồi ở đây mình nói câu là I like watching film on TV. Thì cách thứ hai mình không có nói là I like watching mà mình sẽ nói là I like to watch. Cái này về ngữ pháp thôi, cái này gọi là ngữ pháp, cách nó đi, những cái từ nó đi với nhau. Rồi, muốn bên nào xài bên đó, vậy thôi. Không có gì phải bận tâm, hai bên đều có nghĩa là tôi thích coi phim hết. Rồi, tôi thích coi phim, rồi xong hết. Tiếp bên đây. At the weekend, vào cuối tuần. Ra vào cuối tuần mình cũng có thể dùng là on the weekend. Không có sao hết, hai cái này đều đúng nha. Một cái anh một cái anh Mỹ. We usually watch a DVD. Chúng tôi thường coi một cái DVD. Rồi, hết. Cuối tuần chúng tôi thường làm cái này làm cái kia. Tại vì ở trên đây cái đề mục của người ta là kêu nói về TV, radio, music và phim. Còn mình muốn làm cái khác thì mình cũng dùng cấu trúc này được thôi, đúng chưa nè, đơn giản. Ví dụ như là cấu trúc every evening, vào mỗi buổi tối tôi không coi TV thì tôi làm khác cũng được mà, đúng không? I cook every evening, tôi nấu mỗi buổi tối, tức là tối tôi nấu cơm để sáng mai tôi lấy để tôi đi làm, được không? Cũng được mà, đúng không? Thời gian rảnh thì nấu cơm, đó, như vậy. Hoặc là bạn đã xem cái phim này chưa? Thì mình có thể nói là bạn đã nghe cái bài hát đó chưa? Đó, did you listen to cái bài hát gì? Mẹ bắt anh chia tay gì là chẳng hạn. Ok, đại loại vậy đi. Lúc mình làm video này nó có cái đó. Còn mấy năm sau thì mình không biết. Rồi, ví dụ vậy nha. What programs bạn thích chương trình gì nhất trên TV? Mình có thể nói là what channel. Cái channel là cái kênh đó, cái kênh YouTube. What channel do you like best on YouTube? Cái kênh gì mà bạn thích trên YouTube? Chính là kênh của chị Trinh đó, chị rất vui. Ok, rồi I like watching film on TV, tôi thích coi phim trên TV. Tôi là tôi không thích coi phim trên TV mà tôi thích coi quảng cáo trên TV nè. I like watching advertisement on TV. Mình biết chữ quảng cáo mình nói, còn các bạn không biết thì thôi bỏ qua coi phim đi ha. Rồi không sao hết, từ đó cũng hơi khó, không biết không có vấn đề gì. Tiếp, at the weekend we usually, vào cuối tuần tụi mình thường đi ăn nhà hàng chẳng hạn. At the weekend we usually go to the restaurant. Đó là một mơ ước của mình. Chả có cái cuối tuần nào vui hết trơn luôn á. Nhưng mà không sao, mình không có đi cà phê với bạn bè, mình không có đi ăn, mình cũng ít về quê, không chơi thể thao, không có nghe nhạc. Mình không có nghe nhạc nha mọi người, trong điện thoại không hề có nhạc. Mình cũng ít có coi phim, nhưng mà cuộc sống mình vẫn vui. Không phải không có mấy cái đó là sẽ không vui, mình luôn tràn ngập niềm vui. Ok, lạ lùng không? Mình không đi ra ngoài, à đúng rồi, mình không đi ra ngoài. Chiếc xe của mình để dưới kia lâu lắm rồi. Ok, mình chỉ ở đây thôi. Hơi tự kỷ với con chó của mình. Tiếp theo mình có một câu nữa. I like listening to music on the radio. Tôi thích nghe nhạc trên radio. Ô nè, câu này giống câu này không? Giống á.
Cô cha. Câu hai câu này gọi là cấu trúc ngữ pháp của nó giống với nhau, chỉ có nội dung nó khác thôi, nhưng mà câu trên nó phổ biến hơn câu dưới, tại vì coi phim người ta câu nhiều hơn là nghe radio. Hồi đó mình thấy chỉ có ông nội mình nghe thôi. Ok, thì tương tự I like listening to nó sẽ bằng với I like to. Rồi, vậy thôi, nó qua chút xíu nhỏ nhỏ đó. Tiếp theo còn câu gì nữa? I often listen to music on my phone when I'm relaxing. Tôi chỉ often là thường nghe nhạc trên điện thoại của tôi khi mà tôi đang thư giãn. Cái này mình thấy mọi người cũng hay làm đúng không? Đó, tôi đang nghe nhạc và tôi thường nghe nhạc khi tôi thư giãn. Quá là dễ dàng. Ok, câu này mà không nói nữa, không câu này mà không biết nói nữa thì nói được cái gì, đúng không? I need some new headphones for my phone. Tôi cần có mấy cái headphone mới cho my phone. Tại sao chữ headphone ở thêm s? Tại vì headphone là nó phải có hai cái, đúng chưa? Và hai cái dùng chữ some. I need some new headphones for my phone. Đó, tôi cần một vài cái headphone mới cho điện thoại của tôi. Nói chung đây là những cái câu random. Random là câu ngẫu nhiên, bất ngờ. Đại khái nó nói cho mình vậy đó. Chủ đề đó các bạn có thể nói những câu đó, câu đơn thôi. Thì mình đơn giản là mình cơ bản mà, mình tới đó thôi. Đó, lăn lộn bọt rừng tới đó nghe. Đó đây là những hình ảnh, là những con người ngồi coi tivi rồi nghe nhạc nè, đó chơi iPad đó. Vậy thôi. Bây giờ đọc lại những câu này nha, mọi người nghe kỹ nha. Nên mở bự lên để mình đọc cho nó gióng dạc, rõ ràng, không nhìn lộn. Mọi người cũng theo dõi nha. Câu thứ nhất, I watch TV every evening. Câu thứ hai, Do you watch the film about President Kennedy? Hoặc là Do you see the film about President Kennedy? Tiếp nữa, What programs do you like best on TV and radio? I like watching films on TV. Cũng có thể nói là I like to watch films on TV. Tiếp, At the weekend, we usually watch a DVD. Tiếp nữa, I like listening to music on the radio. Hoặc là I like to listen to music on the radio. Câu nữa luôn. I often listen to music on my phone when I'm relaxing. Cái chữ often này có thể đọc là often, cũng đúng, không có sai nha. Câu cuối cùng, I need some new headphones for my phone. Rồi, xong một số câu thư giãn, relax về TV, điện thoại, music, phim gì tùm lum. Ok, tiếp theo là tới hobbies. Hobbies là cái sở thích ha. Ở đây thì là sở thích như sau. Câu đầu tiên, A lot of young people play video games every day. Có rất nhiều người trẻ chơi game mỗi ngày. Đây, nói một câu trúng toàn thiên hạ luôn. Thực ra ngày nay mình thấy không phải người trẻ không, người lớn tuổi một chút như ba mẹ mình có smartphone, có iPad cũng chơi game bình thường thôi, không vấn đề gì cả, đúng không? Chỉ có ông bà thì lớn hơn chút thì mình không biết, tại giờ ông bà lớn quá rồi. Còn mình thấy là các cô chú mà cỡ 50, 60 bình thường, thoải mái luôn. Rồi, ok, A lot of young people play video games every day. Có rất nhiều người trẻ chơi game mỗi ngày. Rồi, câu đó đúng. Tiếp theo, I download, đây chữ download của mọi người. Ô, thần thánh, download là gì? Tải, đúng chưa? Mà chữ đó đây, nằm đây nè. Download. Download là tải xuống, nó load. Download chứ không phải download nha. Nó load là nó lưu loát không. Download cái gì cũng load, download. Sẽ nhớ mãi từ này không quên đúng không? Rồi chữ này không phải đọc là download, đọc là download. Download cái gì cũng load. I download music and films from the internet. Tôi tải nhạc và tải phim trên mạng. Trời ơi, cái câu này mà nó không đúng nữa thì câu nào đúng? Tiếp theo, I chat to my friends online every evening. Tôi chat với bạn của tôi trên mạng mỗi buổi tối. Thì cái chữ chat này á là online cũng là chat, offline cũng là chat. Nó ngồi kế bên mình nói chuyện cũng là chat, được chưa? Và nhắn tin cũng là chat, gọi video call hay gọi điện thoại cũng là chat. Nói chung 8 trên tất cả các phương tiện và hình thức đều gọi là chat được luôn. Dễ nha. Mình thấy rất dễ xài chữ này luôn. Không cần phải dùng chữ talk hay chữ speak. Rồi bắt đầu tiếp theo không biết dùng giới từ gì nữa. Đây, I chat to my friends online every evening. Ừ vậy đi. Ok, dễ không? Quá dễ.
khỏi phải nghĩ luôn. Tiếp nữa, I really like cooking. Đây, đây là tôi. I really like cooking. Tôi rất là thích nấu ăn. Do you like gardening? Gardening, cái này là gardening, gardening. Đọc trong câu gardening. Còn trong đây là do you like gardening? Tức là lên giọng bạn có thích đi làm vườn hay không? Ra vườn trồng rau, trồng cải, trồng hoa. Đó, đây là làm vườn. Đó. Tiếp nữa, we grow là chúng tôi trồng flowers, bông, and vegetables, rau củ in our garden. Đây là ước mơ ngàn đời của mình. Mình chỉ cần có một cái nhà bé bé, có mảnh vườn bé bé. Đó, cứ thế là xong hết sở thích của mình rồi. Bây giờ thì mình có trồng rau trên ban công. Alright. Rồi đọc lại những câu hobbies này. Hobbies là sở thích, được chưa? A lot of young people play video games every day. I download music and films from the internet. I chat to my friends online every evening. I really like cooking. Do you like gardening? We grow flowers and vegetables in our garden. Rồi, vậy đó. Ước chi giờ có ai quăng cho tôi cục tiền 10 tỷ để tôi lên Đà Lạt mua cái nhà. Cái xong mình dạy tiếng Anh miễn phí, suốt đời không cần lo lắng về việc gì nữa. Ok, just kidding, nói đùa thôi. Mình mà muốn làm miễn phí thì lúc nào mình cũng làm được, chứ đâu đợi mà cục tiền nó rớt trên đầu mình mới làm, đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ làm bài reading. Hồi nãy nói về mấy cái sở thích với lại tivi, radio này kia. Rồi nó làm về các sở thích khác. Bây giờ nói về sở thích đọc thôi, việc đọc thôi. Ok, reading. Đừng có đọc là reading nha. Reading nghe nó dở. Reading, ok, đọc. Ok, câu thứ nhất, I read a lot at home. Tôi đọc ở nhà rất là nhiều. Ở nhà tôi rảnh là tôi đọc nhiều đó. I read a lot at home. Bây giờ chỉ còn đổi một chữ thôi là nó sẽ ra câu khác nè. I eat a lot at home. Ở nhà tôi ăn rất là nhiều. À, chẳng hạn vậy. Nhà mình tự nấu mình vẫn ăn nhiều. Về nhà ba mẹ mình, ba mẹ nấu mình ăn càng nhiều. À, thích thật. Hoặc là I sleep a lot at home. Tôi ngủ rất nhiều ở nhà chẳng hạn. Alright, đơn giản không? Dễ ha. Rồi, tiếp. What do you read? Bạn đọc cái gì? Thì câu trả lời chỉ cần trả lời gì? Dưới đây nè, có nè. I read novels. Novels là không phải chiếc xe Novo đâu nha. Nó là long story. Nó giải thích cho mình nè. Mỗi lần thấy cái ngoặc này là biết nó giải thích cho mình nha. Câu chuyện dài là tiểu thuyết. Được chưa? Tiểu thuyết. Giống như đọc Harry Potter nè. Bao dài. Rồi gì nữa? Sherlock Holmes có 3 cuốn. Rồi nói chung là đại loại dạy chuyện ngôn tình. Đúng rồi. Đây các nữ hay đọc chuyện ngôn tình đúng không? Ừ, ok. Thì cái chuyện đó cũng kêu là novels luôn. Vậy nha. Đó. Đây, thêm câu nữa. My sister likes comics. Comics là Doraemon. Thần đồng đất diệt. Conan. Đó là truyện tranh comics. My sister likes comic. Rồi. Trong hai cái này thì cái nào mình cũng thích đọc hết trơn, không có đọc nhiều lắm, đọc một vài cái à. Tuổi thơ bất hạnh lắm, không có đọc truyện tranh. Còn tuổi teen thì nó cũng bất hạnh không kém. Toàn đi học không. Tiếp. I like books about nature and different countries. Tôi thích những cái quyển sách về nature là thiên nhiên, và different là khác, country là quốc gia, được chưa? I like books about nature and different countries. Là tôi thích những quyển sách về thiên nhiên và những quốc gia khác nhau. Tôi cũng thích. Cái này mình cũng thấy rất là thích, rất là thú vị với cái này. Tiếp luôn. I like magazines. Magazine là tạp chí. Tạp chí là cái cuốn mà bự, có nhiều hình, và thường người ta cắt hình ra để người ta dán lên tường. About music and sport. Tôi thích tạp chí về âm nhạc và thể thao. Đó, ok. Rồi, tiếp theo. Do you read a newspaper every day? Bạn có đọc báo mỗi ngày không? Không. Lên Facebook coi là có rồi, đâu có mua báo đâu. Newspaper, news á, là cái chữ new không thôi là mới. Ừ đúng rồi. Nhưng mà chữ new ở đây có S, có nghĩa là tin tức. Paper là tờ giấy mà có tin tức chính là tờ báo. Ok. Tại hồi xưa lúc mà ta mới làm tờ báo, người ta không biết kêu nó bằng gì á. Nó không có chữ báo rồi, cho nên người ta kêu là chữ newspaper, được chưa?
giấy tin tức, đó là câu chuyện ở bên Anh, còn bên Việt Nam có chữ báo hơn ghê. Câu chuyện đó mình kể xàm thôi nha, chứ còn tờ đó nó làm sao mình không biết. Rồi bây giờ đọc bài lại nè. I read a lot at home. What do you read? I read novels. My sister likes comics. I like books about nature and different countries. I like magazines about music and sport. Do you read a newspaper every day? Rồi, hồi nãy là mình đã làm câu I eat a lot at home cho mọi người đúng không? À, what do you read là bạn đọc cái gì? Bây giờ hỏi chứ bạn xem cái gì thì mình được gì? What do you watch? Được chưa? Bạn nghe cái gì? What do you listen to? Sao phải có chữ to? Tại vì thằng listen nó ha, nó cặp bồ với thằng to, cho nên đi đâu nó cũng phải dính với nhau vậy đó hết. Ok, chỉ nhiêu đó thôi được rồi. I read novels. Tôi đọc tiểu thuyết. Bây giờ thử nè, tôi đọc báo thì nói sao? Đem chữ báo lên là xong. I read newspaper. Ok, vậy cũng được nữa đó. Tôi đọc tạp chí. I read magazines. Trời ơi, đọc gì chả được, đúng không? My sister likes comic. Em gái tôi thích đọc truyện tranh. Bây giờ em gái tôi không thích đọc truyện tranh mà nó thích tiểu thuyết giống tôi luôn, được không? Được. My sister likes comics. Oh sorry, my sister likes novel. Còn giờ cho nó thích, giờ nó muốn tiểu thuyết đúng không? Muốn truyện tranh luôn. My sister likes comics and novel. Đó, vậy luôn, được luôn á. Rồi từ đây mình có mấy câu đơn giản, mình làm cho nó thành cũng đơn giản, mấy câu khác cũng đơn giản luôn nhưng mà được đa dạng hơn. Đó. Rồi, I like books about, tôi thích sách về thiên nhiên và những quốc gia khác nhau. Ok. Giờ nó là I like books about cooking. Tôi thích sách nấu ăn. Được không? Được. Đó. Rồi tiếp, sách về gì? Muốn sách về gì về chuyên ngành của bạn? Sách về kinh tế, sách về chính trị, sách về tôn giáo, muốn làm gì làm luôn. Nhớ kiếm mấy chữ đó đi nha. Rồi, I like magazines about, bây giờ tôi thích tạp chí về, không có thích về nhạc và thể thao nữa. I like magazines about models. Model là gì? Là chị Võ Hoàng Yến, chị Minh Tú rồi đó, thấy không? Tiếp, do you read a newspaper every day? Giờ hỏi bạn có đọc một cuốn tiểu thuyết mỗi ngày không? Do you read a novel every day cũng được mà, đâu có sao đâu đúng không? Ừ. Không mà ai mà đọc một ngày một cuốn tiểu thuyết là nội công thâm hậu á. Rồi, xong hết phần reading. Mọi người có đọc sách không? Có thể là không, đa số mình nghĩ là không. Nhưng mà cũng làm cho biết đúng không? Đấy. Ở đây mà em sinh viên, mấy em sinh viên nào mà chuẩn bị đi thi hay này kia, nói chung là test tiếng Anh đầu vào các kiểu á, người ta hay hỏi ba cái tầm sàm này lắm. Chị biết em không thích, nhưng mà em cứ nói đi, người ta cũng không có quan tâm tới em đâu, người ta chỉ quan tâm cái tiếng Anh của em thôi, chứ em thích cái gì kệ em nha. Đó. Ừ, nó vậy á. Tiếp tới expressions, tới những cái thành ngữ này thì nó cũng như mấy câu trên thôi, những câu vô nghĩa, không phải, những câu ngẫu hứng, ngẫu nhiên ghép lại thành một cái cột này, chả hiểu sao nó làm cho tôi cái này nữa. Nhưng mà thôi, sách có mình xài. We sometimes have friends around. Friends round. Rồi. We sometimes have friends round. Là gì? Round là vòng quanh mà. Thì đây nó giải thích là chúng ta ask them là yêu cầu chúng nó. Chúng nó là gì? Là cái tụi bạn trên đây nè. To our house or flat. House là nhà, rồi flat là căn hộ nha. Ừ, căn hộ, còn chữ khác là apartment. Được chưa? Ok. Còn ai mà chưa biết cả hai chữ thì thôi, biết chữ flat này cũng được rồi. Nên anh nó kêu là flat. Rồi flat là căn hộ, còn không là house đi cho nó dễ. Cái nhà. Tức là sao? Câu mà we sometimes have friends round có nghĩa là chúng ta đôi lúc có bạn tới nhà. Được chưa? À, chúng ta đôi lúc có bạn tới nhà. We ask them to come to our house, tức là mình mời nó về nhà chơi, để mình dọn cái nhà chơi vậy đó, cho nó cực thân. Ok, không, thực ra bạn mình tới thì mình cũng để vậy thôi, tại bạn mình mà tới nhà chỉ có bạn thân thôi, chứ không thân không có tới đâu. I often have friends to dinner. Tôi thường có bạn đến để ăn tối. Đó. Ok, được quá ha. Thì ở đây không have friends thì have người khác cũng được, ba má, anh chị em gì đó. Ok. Tiếp, my best friend, bạn thân nhất của tôi, come to stay sometimes. Ok, câu đó có nghĩa là gì? Bạn tốt nhất của tôi đến để ở đôi khi, thỉnh thoảng. Rồi, tức là thỉnh thoảng bạn của tôi đến ở, được chưa? Dịch vậy nghe nó thoáng hơn. Cái chữ sometime là trong tiếng Việt, thỉnh thoảng mình sẽ để ở đầu, còn tiếng Anh mình thích để cuối. Rồi, cũng có khi nó nằm ở trước đây nữa. Vậy thì chữ come to stay này là đến ở đúng không? Nó dịch nghĩa cho mình nè,
là sleeps in my house, là ngủ trong cái nhà của tôi. Ok, dễ hiểu không? Dễ rồi nha. Ok, tiếp theo. I talk to my friends on the phone every evening. Tôi nói chuyện với lại bạn của tôi trên điện thoại mỗi buổi tối. Rồi hồi nãy trên kia cũng có cái câu mà chat đó, nhớ không? Đó, ngoài chữ talk to, mình có thể dùng chat to cũng được, giống nhau, không vấn đề gì. Rồi, tiếp theo mình có gì nữa? Sometimes I just do nothing. Rồi, câu này hay quá nè. Đôi lúc tôi chỉ không làm gì. Tức là có những cái lúc mà mình mệt mỏi, stress quá. Sorry. Mình về nhà, mình chỉ nằm đó thôi, chứ mình không có làm cái gì hết. Cũng lười nghe nhạc, lười đọc sách, lười làm tất cả, chỉ nằm đó. Ok, nghỉ mệt, xong ngủ luôn. Vậy đó. Sometimes I just do nothing. Quá là gục ngã với cuộc sống này. Tiếp. Grandpa likes to have a sleep after lunch. Là ông ngoại tôi thích ngủ một chút sau bữa ăn trưa. Ok, cái đó là gen di truyền hay sao? Sao mà nhà tôi ai cũng thích hết trơn. Nhà các bạn thì sao? Have a sleep, ở đây mình có một chữ khác là chữ take a nap, cũng là nghỉ trưa, ngủ trưa một chút. Đấy. Alright, hay ha. Rồi mình đọc lại những câu này. We sometimes have friends round. I often have friends to dinner. My best friend comes to stay sometimes. I talk to my friends on the phone every evening. Sometimes I just do nothing. Grandpa likes to have a sleep after lunch. Dạy. Hết chuyện. Bữa sau chị có gì? Bữa sau chị có bài tập. Chép bài tập gì nhà làm nè. Thứ nhất là coi con những người này làm gì. Đó. Đây, những người này làm cái gì? Nhìn hình xong ghi vô anh này đang làm gì, chị này đang làm gì. Nhớ đây là cấu trúc là đang nha. She is watching TV. Cái từ nào cũng phải thêm in vô trong này. Vậy là đúng, có nghĩa là cô ấy đang xem TV. Chữ này có nghĩa là đang xem. Rồi, mấy hình khác tương tự. Ở đây, hãy điền cái từ còn thiếu. Tức là gì? I usually listen to music. Có chữ to music, mình phải điền chữ listen vô. Tự biết nha. Biết sao biết không? Nó ở trên, cái phần hồi nãy mình mới dạy xong. Rồi mấy câu này cũng tương tự luôn. Đó, ok. Cũng học bài rồi làm nha. Tiếp nữa, answer the question. Answer these questions, trả lời những câu hỏi này. Ok, khó là khó phần dịch thôi. Rồi, xuống đây là những cái này là chán nản hay là thú vị đối với bạn. Đây là thú vị nè, đây là chán nản nè. Đó, hãy đánh dấu vô là gì. Từ 1 tới 5 là bạn số 1. From 5, very interesting to 1, very boring. Rồi, tức là cái điều gì mà thú vị nhất, thú vị nhì, thú vị 2, 3, 4, boring. Nói chung là đại khái là nghĩ về những điều này coi là nó chán hay nó không chán. Bữa sau mình phải phân tích cái này. Không phải bữa sau đâu, giờ mình sẽ đi ăn cái gì đó, xong rồi mình sẽ vô mình làm luôn đó. Nhưng mà mấy bạn đợi video nha. Bye bye.